Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa của ngày thứ bảy tuần một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe tin mừng Thánh Marco ghi lại việc Chúa Giêsu kêu gọi ông Matthew là một người thu thuế làm môn đệ của Chúa. Chúng ta thấy cái hành động của Chúa Giêsu rất là táo bạo vào cái thời đó, cái thời mà những người kinh sư, luật sĩ biệt phái và những người Do Thái đạo đức truyền thống đó, khinh chê những người thu thuế, những cô gái điếm và những người tội lỗi là những người nghèo, thất học, không có điều kiện giữ lề luật một cách tỉ mỉ. Đó. Thì Chúa Giêsu lại đi kêu gọi một người thu thuế, cái người mà những người đạo đức, đạo mạo, những ông luật sĩ biệt phái khinh chê, Chúa lại đi kêu gọi ông Matthew làm môn đệ của Chúa. Thì thật là một cái hành động táo bạo. Và chúng ta thấy những người thu thuế thời Chúa Giêsu bị dân chúng họ khinh ghét vì nhiều lý do. Trong đó có hai lý do chính. Thứ nhất là những người thu thuế, họ cộng tác với chính quyền Roma, là chính quyền đang xâm lăng nước Israel. Họ nói là thu thuế là cộng tác với chính quyền Roma, cộng tác với ngoại bang để làm hại dân tộc, họ khinh ghét. Và cái thứ hai là họ nghĩ rằng những người thu thuế hầu hết là tham nhũng. Chúng ta ngày nay cũng vậy, cũng nghĩ như vậy đó. Thành thử là họ không ưa. Nhưng mà ông Matthew có thể là một trường hợp khác, một trường hợp cá biệt. Có thể Matthew là một người lương thiện, ông ta lao động, làm việc cần cù trong các ngành thu thuế để nuôi sống bản thân và gia đình. Ông ta lao động làm việc một cách lương thiện. Tôi nghĩ như vậy. Và Chúa Giêsu thấy người này có thể ích lợi cho công cuộc cứu độ của Chúa, cho đã kêu gọi. Và Matthew được ơn Chúa tác động một cách đặc biệt, đã nhận ra tiếng Chúa kêu gọi và đã quyết định đi theo. Mặc dù chúng ta thấy ông ta với cái nghề thu thuế thì cũng có cuộc sống tương đối ổn định, còn đi theo ông Giêsu này chưa biết tương lai như thế nào. Vậy mà ông ta quyết định đi theo với sự trợ giúp của ơn Chúa. Và chúng ta thấy sau đó thì Matthew tổ chức một bữa tiệc để mà đón tiếp Chúa Giêsu và các tông đồ, các môn đệ, và để chia tay những người bạn thu thuế của mình, để đánh dấu một cái bước thay đổi trong cuộc đời của mình, đi theo thầy Giêsu. Chúng ta tổ chức bữa tiệc thì chúng ta thấy đó là hợp lý, và ông ta mời những người thu thuế khác đến tham dự. Thì thấy vậy thì những người biệt phái, luật sĩ, những người kinh sư lại sầm xì trách móc Chúa Giêsu, bởi vì rất là lạ, cái thời đó không hề có như vậy. Họ nói với các tông đồ, họ nói này: "Sao thầy của các ông lại ăn uống với quần thu thuế và tội lỗi?" Một bậc rabbi, một bậc thầy, gương mẫu thì không ai mà ngồi chung với cái đám thu thuế tội lỗi đó, với những cái quân đầu đường xô chợ đó, thất học đó. Vậy mà họ thấy Chúa Giêsu ngồi ăn uống và họ trách móc.
Thì Chúa Giêsu trả lời với họ: ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà là kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu muốn làm một cuộc cách mạng. Ngài thấy cái xã hội Do Thái lúc bây giờ và mọi thời nó có cái sự phân biệt, có cái sự chia rẽ. Người ta xét đoán và kết án nhau, loại trừ nhau. Thành thứ, chú muốn nói rằng tất cả đều là tội nhân và tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Chú muốn nói với những người thu thuế và những người tội lỗi rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương họ. Thiên Chúa không có khinh ghét họ như những người khác khinh ghét họ đâu. Thiên Chúa không loại trừ họ như là xã hội loại trừ họ đâu. Thiên Chúa vẫn yêu thương họ và chờ đợi để cứu độ họ. Chúa Giêsu muốn nói lên cái điều đó. Kính thưa anh chị em, người nói người khỏe mạnh không cần thầy thuốc nhưng là kẻ đau yếu. Cái lập luận của Chúa Giêsu rất rõ ràng. Những người thu thuế và những người tội lỗi cũng là anh chị em của chúng ta. Nếu họ có cái sự bất hạnh nào đó thì chúng ta cảm thông và yêu thương cứu giúp họ. Và Chúa nói là ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà là kêu gọi những người tội lỗi. Vậy ai là công chính đây, thưa anh chị em? Tự mình không ai là công chính được cả. Ai cũng là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và cần ơn cứu độ của Ngài. Thành thử là những người luật sĩ và biệt phái hoặc là những người khác mà tự coi mình là công chính, tự cho mình là công chính mà không cần đến với Chúa Giêsu thì họ tự mình từ chối ơn cứu độ. Kính thưa anh chị em, chúng ta hãy xin mẹ Maria Thánh Cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe và thực hành lời của Chúa Giêsu, sám hối, cần tần, yêu thương, kính trọng anh chị em mình, giúp đỡ mọi người, nhất là những người tội lỗi bất hạnh, những người đau khổ trong cái nạn đại dịch này, để chúng ta đem tình thương của Chúa đến cho họ, đem bình an niềm vui của Chúa đến cho họ, và chính chúng ta cũng được Chúa thương, Chúa chúc lành, Chúa ban ơn gìn giữ chúng ta. Amen.